thượng tá công an kể lại hơn 13 giờ đào đất cứu người Vụ thảm sát 3 người ở Bình Định Hung thủ xa lưới sau 46 năm lần trốn Khởi tố vụ 3 công nhân thiệt mạng trong hầm thủy điện ở Lai Châu Hà Nội Kinh hãi phát hiện trai tương ớt chứa đầy roi ở quán cú trả Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều tối 13 tháng 7, sau một ngày tìm kiếm vất vả tại hiện trường vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe khách xảy ra tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, các đơn vị tham gia cứu hộ gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và người dân đã rời khỏi khu vực hiện trường để đến vị trí an toàn. Tuyến đường quốc lộ 34 đoạn km 10 950 được lực lượng chức năng lập chốt hai đầu. Căng dây an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. Tại các điểm lập chốt, các lực lượng tham gia tìm kiếm nghỉ tại chỗ, được người dân và lực lượng hậu cần tiếp tế đồ ăn, đồ uống. Thượng tá Phan Minh Học, phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Hà Giang, thất thần nhìn về phía hiện trường vụ sạt lở cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở cơ quan khoảng 15 km. Tại hiện trường, đập vào mắt lực lượng cứu hộ là đống đất đá đồ sộ lên tới hàng trăm, hàng ngàn mét khối, nằm dọc dài đến cả trăm mét, chia cắt quốc lộ 34. Thượng tá Phan Minh Học nói, khi nhìn thấy hiện trường, cả đội rất lo lắng, chỉ mong có người còn sống. Anh em đều suy nghĩ, còn thở được là còn hy vọng. Ngay sau đó, đơn vị phân công lực lượng và báo cáo tình hình vụ việc lên cấp trên để điều động, tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Khi phát hiện thấy có tay, chân, thò ra từ đống đất, sạt lở cách vị trí xe 16 chỗ khoảng 10 mét. Lúc này, mọi người bắt đầu lao đến, dùng cuốc xẻng chia làm các nhóm, mỗi nhóm 4 người ra đảo bới. Ở vị trí này, đơn vị phát hiện người đàn ông bị đất vùi nửa chân, thân người nằm trách bên bờ vực. Sau đó là hai nam thanh niên nằm chồng lên nhau. Người bên trên bị tảng đá lớn đè lên thiệt mạng. Người bên dưới là vừa mí xính, vẫn còn dấu hiệu sự sống. Sau khoảng 10 phút, nam thanh niên này được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu. Suốt một ngày tìm kiếm, thi thể các nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường, những người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Đại úy Lê Đình Dương, cán bộ đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường kể lại. Khoảng 4 giờ 15 phút sáng 13 tháng 7, trong khi đang trực tại đơn vị, anh cùng trung tá Nguyễn Hà Tuyên, đội trưởng đội tham mưu, nhận được thông tin một ô tô khách gặp tai nạn ở km 10 900, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, mặc vội quân phục và cầm theo đèn pin, anh và trung tá tuyên vội vã lên hiện trường giữa cơn mưa tầm tã. Sau khi vào tới hiện trường, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng với lực lượng công an xã dọi đèn tìm kiếm các nạn nhân. Khi mới tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng vẫn chưa tới kịp, hai cảnh sát giao thông đã phải dùng tay để cào đất cứu được nạn nhân còn sống. Mọi người có mặt tại hiện trường càng vững tin, càng cố gắng đào bới nhanh hơn, tìm kiếm những nạn nhân khác. Suốt một ngày tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 11 thi thể nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. Bốn người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Trọng Cầm, 68 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đối tượng bị truy nã về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, ngày 27 tháng 4 năm 1978, Nguyễn Trọng Cầm cùng đồng bọn giết 3 người, gồm một cụ bà 77 tuổi, hai em nhỏ 6 tuổi và 11 tuổi tại xã Cát Hanh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Đây là vụ trọng án gây rúng động dư luận thời điểm đó. Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Nguyễn Trọng Cầm cắt đứt liên lạc với gia đình trong quá trình lẩn trốn, cầm thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện. Lần gần nhất, Nguyễn Trọng Cầm đổi tên thành Nguyễn Văn Công, sinh năm 1943 ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, học nghề thầy thuốc chữa bệnh tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tháng 6 năm 2024, công an tỉnh Bình Định nắm được thông tin ở tỉnh Hậu Giang có người chữa bệnh có đặc điểm giống Nguyễn Trọng Cầm tổ công tác công an tỉnh Bình Định đến Hậu Giang phối hợp với lực lượng công an địa phương khoanh vùng, truy vết và đã truy bắt thành công Nguyễn Trọng Cầm. Tại thời điểm bị bắt, vợ con của Cầm cũng bất ngờ về nhân thân của người này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Trọng Cầm theo quy định. Ngày 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn lao động xảy ra ngày 11 tháng 7 tại công trình thủy điện Nậm Quẩy 1. Trước đó, hồi 3 giờ 50 phút ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc xảy ra sự cố trong quá trình thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Quẩy 1 do công ty cổ phần Nậm Quẩy 1 làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn T và D86 là đơn vị thi công thuộc địa bàn xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. Thời điểm này, có 3 công nhân thi công đang bị mắc kẹt trong hầm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công Đại tá Lê Anh Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cùng các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phối hợp với lực lượng tại cơ sở tiến hành các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 3 công nhân là Vừ TS 41 tuổi, Thao AT 38 tuổi, Phùng LU 31 tuổi đã thiệt mạng từ trước. Lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã di chuyển 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hầm bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo. Kết quả khám nghiệm hiện trường loại trừ nguyên nhân các nạn nhân tử vong do nổ mìn và do sập hầm. Cơ quan pháp y chẩn đoán sơ bộ cho thấy cả ba nạn nhân qua đời do suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn. Các tài liệu khác xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng, công trường không tuân thủ các quy định, quy trình về an toàn lao động, trang bị an toàn lao động cho công nhân không đầy đủ. Trước đó vào ngày 9 tháng 7, cũng tại công trình thi công hầm này đã xảy ra sự cố tương tự, công nhân Thảo AC bị ngất do ngộ độc khí phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ. Tuy nhiên, đến chiều mùng 10 tháng 7, đơn vị sử dụng lao động vẫn tiếp tục để công nhân vào làm việc trong đường hầm mà không có biện pháp đảm bảo an toàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện tạm dừng thi công ngay hạng mục công trình hầm, phối hợp cơ quan liên quan tiến hành niêm phong cửa hầm phục vụ công tác điều tra đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng thi công đối với hạng mục công trình xảy ra sự cố đến khi có phương án kỹ thuật biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy định hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang triệu tập làm việc lấy lời khai đối với những người liên quan để tiếp tục điều tra vụ án xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh tình trạng bát bún chả có nhiều sinh vật lạ. Tại quán ăn có địa chỉ số 45, ngõ 218 đường Lĩnh Nam, đối diện trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Sau khi xem clip được đăng tải, nhiều người đều cảm thấy sợ hãi khi cận cảnh thấy tương ớt có giòi hòa cùng nước dùng bát bún chả. Theo tìm hiểu, đây là cơ sở bán thức ăn đường phố quy mô nhỏ, chỉ có hai người bán hàng, chủ yếu bán hàng phục vụ sinh viên người lao động có thu nhập thấp. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 13 tháng 7, quận Hoàng Mai đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành, gồm đại diện phòng y tế quận, Ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam, công an và y tế phường Lĩnh Nam để tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Theo ông Hoàng Quang Hà, người đang sống ngay cạnh quán bún chả nói trên, sau khi clip được đăng, chủ quán Đào Thị Mai Lan đã lặng lẽ tiến hành thu dọn bàn ghế, ngắt điện, đóng quán, tắt điện thoại và hiện nay không ai có thể liên lạc được. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam Phạm Mạnh Hùng cho biết, chủ quán vắng mặt chưa thể liên lạc được nên trước mắt thông báo yêu cầu quán tạm thời ngừng kinh doanh để làm rõ sự việc. Tiếp theo là phường sẽ triển khai giả soát việc thực hiện kế hoạch số 30 KH UBND ngày 19 tháng 1 năm 2024 về triển khai công tác hậu kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và công thương trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2024. Phường sẽ phân công cán bộ tiếp tục liên hệ làm việc với chủ quán để làm rõ sự việc. Nếu đúng như phản ánh sẽ xử phạt hành chính để răn đe các cơ sở kinh doanh khác. Từ vụ việc nêu trên, nhiều người bày tỏ sự lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đường phố. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, điều kiện vệ sinh không đạt chuẩn hay quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh đều có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Các chủ quán ăn cần phải nâng cao ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu và quá trình chế biến. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhất là hàng quán trên hè phố, đưa ra những biện pháp cụ thể, hiệu quả để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương vừa ký quyết định số 1721 QĐ SGZDT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 cho 10 cơ sở giáo dục và 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, quyết định bổ sung tổng cộng 34 lớp với gần 1.500 học sinh. Trong đó, trường Trung học Phổ thông Lý Thái Tổ tăng 5 lớp với 225 học sinh. Các trường Trung học Phổ thông May, tên cũ là Phương Nam, Võ Thuật Bảo Long, Phan Bộ Châu, Việt Hoàng, mỗi trường tăng 3 lớp. Các trường Trung học Phổ thông Hòa Bình La là Chốp, Lam Hồng, Lê Thánh Tông, mỗi trường tăng 2 lớp. Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan ở Đống Đa và Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn tăng 1 lớp. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng bổ sung 380 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Việc Sở giao bổ sung hơn 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của các nhà trường. Đáng chú ý, việc bổ sung chỉ tiêu cho trường phổ thông võ thuật Bảo Long giúp giải tỏa lo lắng của nhiều phụ huynh ở khu vực tuyển sinh số 5 gồm quận Long Biên và huyện Gia Lâm khi khu vực này chưa có nhiều trường tư thục. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong 2 ngày, mùng 8, mùng 9 tháng 6 với hơn 105.000 thí sinh, ngày 29 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm tới thí sinh. Theo kế hoạch, từ ngày 12 đến 15 tháng 7, các trường công lập, chuyên, không chuyên xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo điểm chuẩn nếu có. Trong thời gian trên, các trường tư thục, công lập tự chủ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung nếu có, chậm nhất ngày 25 tháng 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả phúc khảo từ sở và trả học sinh phiếu báo kết quả tuyển sinh sau phúc khảo nếu có. Từ ngày 25 đến 27 tháng 7, các nhà trường xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo nếu có. Ngày 29 tháng 7, các nhà trường xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển sau phúc khảo nếu có. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai đã trở lại công việc khám chữa bệnh sau 3 năm trải qua biến cố lớn miệt mài thăm khám cho các bệnh nhân tại bệnh viện Hữu Nghị, giáo sư Tuấn chia sẻ, đây là giấc mơ mong ước lớn nhất trong suốt 3 năm qua. Được trở lại công việc khám chữa bệnh, ông cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn bao giờ hết. Sau 3 năm thu án trở về, giáo sư Tuấn nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ đồng nghiệp và bệnh nhân. Điều này không chỉ là an ủi lớn lao cho bản thân ông mà còn là động lực để tiếp tục cống hiến cho y học và cộng đồng. Ông Tuấn bắt đầu lại từ công việc của một bác sĩ thực hành tại bệnh viện Hữu Nghị từ đầu tháng 7. Dù chưa được cầm dao mổ và ký giấy đơn thuốc khi chưa có giấy phép hành nghề, ông vẫn được trực tiếp thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân. Đây là một phần trong quá trình lấy lại giấy phép hành nghề sau biến cố. Công việc hàng ngày của ông là tư vấn cho người bệnh và hỗ trợ các bác sĩ trẻ trong quá trình điều trị. 3 năm trong tù là 3 năm ông Tuấn luôn tự trách bản thân Vị giáo sư nói Tất cả lỗi sai của mình tôi đã trả giá Bây giờ trở lại một công dân bình thường Tôi vẫn có đầy đủ sức khỏe Hiểu biết, đủ khả năng để khám bệnh, cứu người Thời gian ở tù Thì thoảng ông vẫn được mời tham gia tư vấn, hỗ trợ Bởi trong đó có người cần sự hỗ trợ của các chuyên gia Với kinh nghiệm của mình Ông hỗ trợ các bác sĩ khám chữa bệnh cho người bệnh Thậm chí khám chữa bệnh cho cả cán bộ có những bệnh lý phức tạp Hỗ trợ để họ có cuộc sống tốt hơn Ông Tuấn chia sẻ thêm về quãng thời gian trong trại giam. Tôi nhớ ngày khủng khiếp, nhớ trong từng giấc mơ. Trong 12 tháng qua, ông đọc lại tất cả tài liệu, cập nhật kiến thức mới nhất. Ông nhờ người thân gửi sách, sau khi được cán bộ trại giam kiểm tra, cho phép sử dụng, ông mới được đọc. Thời gian đó ông cũng tập hợp kiến thức viết bộ sách mới. Việc viết sách và giảng dạy cũng là tâm huyết rất nhiều năm của ông. Những kiến thức và kinh nghiệm ông tích lũy được qua nhiều năm hành nghề được chất lọc và trình bày dễ hiểu nhất để mọi người có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Khi trải qua vụ án, ông Tuấn cho rằng chẳng còn gì khó chịu. Điều quan trọng là phải buông bỏ hào quang bên ngoài. Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho rằng, cuộc đời thì ai cũng có những va vấp, nhưng vấn đề là chúng ta ngã đâu thì đứng dậy từ đó. Với các bác sĩ, còn khả năng, trí tuệ, sức khỏe để đóng góp cống hiến cho người dân, đó là hạnh phúc. Lý do lựa chọn Bệnh viện Hữu Nghị để quay trở lại công tác, ông Tuấn nói khi công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, ông thường xuyên cùng các y bác sĩ ở bệnh viện này hội trần những ca khó. Bản thân ông cũng đến hỗ trợ trực tiếp bệnh viện. Bệnh viện còn là nơi điều trị cho nhiều người cao tuổi có bệnh nền, mắc bệnh nặng và đặc biệt là tim mạch. Vì vậy, ông muốn thực hành tại đây để cùng các đồng nghiệp chăm sóc cho bệnh nhân tốt hơn. Nhìn về tương lai, ông Tuấn có nhiều dự định và kế hoạch. Ngoài việc hoàn thành 12 tháng thực hành để lấy lại giấy phép hành nghề, ông mong muốn tiếp tục giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm với các bác sĩ trẻ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ông Phúc từng là hiện tượng mạng xã hội khi liên tiếp xuất hiện với những video ăn mặc giống nhà sư nhưng lại ăn thịt chó, bún đậu vịt quay và có những phát ngôn gây sốc, phản cảm, đặc biệt được rất đông YouTuber, TikToker quan tâm, đặc biệt danh nhà sư thích ăn thịt chó. Năm 2010, ông Phúc về địa phương tự lập chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép và bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo biển hiệu, không được sinh hoạt tôn giáo trái phép. Đến năm 2019 là thời điểm thích tâm phúc xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với hình ảnh để đầu trọc, mặc áo nhà sư, phát ngôn phản cảm. Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Củ Chi và giáo hội Phật giáo Việt Nam từng lên tiếng khẳng định Nguyễn Minh Phúc không phải nhà sư. Những phát ngôn trên mạng xã hội của ông ta trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam xúc phạm lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tháng 4 năm 2022, ông Phúc tiếp tục gây xôn xao dư luận khi xuất hiện với trang phục cử nhân cầm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho thấy ông Phúc đến chúc mừng một sinh viên trong trường rồi thuê đồ của người chụp ảnh dạo bên ngoài để chụp ảnh. Tháng 7 năm 2023, ông Phúc xuất hiện trong diện mạo một nhà sư trong một quán bia club tại quận Gò Vấp để dự sinh nhật đệ tử. Công an quận Gò Vấp đã đưa ông Phúc và nhiều người về trụ sở kiểm tra. Ông Phúc được xác định không sử dụng chất kích thích nên được cho về. Khoảng đến tháng 12 năm 2023, ông này bị công an huyện Củ Chi khởi tố và bắt tạm giam để điều tra. Sau vụ người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc bị bắt, công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, trong thời đại 4.0 như hiện nay, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để câu like, câu view. Nhiều người lợi dụng lòng tin vào tôn giáo để làm điều trái đời, ngược đạo, gây ảnh hưởng sâu đến uy tín trong tôn giáo và vi phạm pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số người lợi dụng tính cách lối sống của ông Phúc nên xúi dục ông này phát ngôn hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho tài khoản mạng xã hội như YouTube, TikTok. Từ đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân phải thật cẩn trọng để không góp phần tiếp tay cho tội phạm gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Ngoài ra, theo công an thành phố Hồ Chí Minh, qua xác minh xác định từ năm 2000 đến năm 2010, ông Phúc tu học tại chùa Hoàng Pháp huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy y chưa xuất gia. Sau đó ông về nhà tự lập chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép. Ông Phúc còn tiếp tục lập 6 công ty để ngụy trang lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Tuy nhiên, tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thu hồi giấy phép. Năm 2019, công an kiểm tra phát hiện nơi ông Phúc ở có treo huân chương lao động và các bằng khen Ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Các giấy tờ như huân chương, bằng khen đều được xác định là giả và ông Phúc dùng để tự xưng tu sĩ. Làm việc với công an, ông Phúc cho rằng mình được người khác tặng và treo trong nhà. Công an huyện Củ Chi đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính đối với ông Phúc. Nơi ở của ông Phúc ở ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung cũng là nhà dùng để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở tôn giáo nào gọi là chùa Hoàng Pháp Trung ương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ tối hôm 13 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía tây của khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Đến hồi 7 giờ ngày 14 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ vĩ Bắc, 112 độ kinh Đông, trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, đi vào đất liền các tỉnh thành Quảng Trị đến Đà Nẵng và suy yếu dần. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông mạnh. Gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sóng biển cao 1,5 đến 3 m. Từ nay cho đến ngày 17 tháng 7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực bắc và trung trung bộ lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trung thấp và các khu đô thị.